Dạ vâng ạ, chào mừng tất cả các anh chị đã đến với buổi chia sẻ qua Zoom của Misa buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin được chúc tất cả các anh chị có một buổi sáng vui vẻ, làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng nhé. Em xin tự giới thiệu, em là Mai Hương, là nhân viên tư vấn của Misa và đồng hành cùng với em trong buổi sáng ngày hôm nay để có bạn Thảo sẽ hỗ trợ các anh chị trong cửa sổ chat ạ. Anh chị có bất kỳ vướng mắc gì có thể chat với bạn Thảo trong khung chat nhé. Dạ vâng ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em và các anh chị sẽ cùng chia sẻ về phần mềm Mimosa Online. Và buổi ngày hôm nay thì dành cho các anh chị đang sử dụng phần mềm Mimosa Online hoặc những anh chị mình chưa sử dụng phần mềm Mimosa Online muốn tìm hiểu cái cách chúng ta chuyển dữ liệu từ phần mềm desktop lên phần mềm Mimosa Online và những cái tính năng, các cái chức năng tiện ích trên phần mềm như là cách sửa xóa chứng từ, cách sao chép nhân bản chứng từ, cách lập chứng từ ghi sổ, cách sử dụng các phím tắt, vân vân. Những cái tiện ích xung quanh phần mềm Mimosa Online. Trước khi đi vào nội dung của buổi sáng ngày hôm nay thì các anh chị nghe giúp em âm thanh trong phòng Zoom đã ok chưa nhá? Nếu như anh chị nghe âm thanh ok rồi có thể chat tương tác giúp em là ok trong cửa sổ chat ạ. Vâng, các anh chị nghe âm thanh ok thì chat giúp em là ok nhá. Dạ vâng. Em thấy hầu hết các anh chị đều phản hồi là ok rồi. Có một số anh chị đang phản hồi là nghe hơi nhỏ. Thì anh chị xem lại cái thiết bị loa của bên mình nhé. Bởi vì các đơn vị khác thì đều đang nghe rõ. Em cảm ơn phản hồi của các anh chị ạ. Và đồng thời bên em có một cái link khảo sát để bên em ghi nhận email anh chị muốn nhận tài liệu đào tạo ngày hôm nay, cũng như là ý kiến đóng góp của anh chị để bên em có thể nâng cao chất lượng chia sẻ qua Zoom, phục vụ anh chị ngày một tốt hơn. Thì anh chị có thể bớt một chút thời gian tích chọn giúp em một vài câu hỏi ngắn này, sẽ mất khoảng tầm 20 giây của các anh chị thôi. Link khảo sát thì bạn Thảo đã vừa gửi trong khung chat, các anh chị tích vào cái đường link mà bạn Thảo Misa vừa gửi nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh chị đã dành thời gian làm khảo sát của bên em. Còn bây giờ quay lại với nội dung chia sẻ của buổi sáng hôm nay thì như em có trao đổi với anh chị, chúng ta sẽ có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cách chuyển dữ liệu từ Mimosa Desktop lên Mimosa Online và nội dung thứ hai là các tiện ích trên phần mềm Mimosa Online. Rồi, đầu tiên là với cái nội dung là chuyển dữ liệu Mimosa Desktop lên Mimosa Online thì cách chuyển một cái dữ liệu đang sử dụng ở trên phần mềm Desktop lên phần mềm Mimosa Online như thế nào? Thao tác thực ra rất là đơn giản nhưng nhiều anh chị mình chưa biết cách làm. Vì thế anh chị thử liên hệ Misa để hỗ trợ. Tuy nhiên thực ra anh chị hoàn toàn có thể tự thao tác chỉ trong một vài cái thao tác đơn giản thôi. Em giả sử là anh chị đang có cái dữ liệu kế toán 2023 trên máy nhé. Em giả sử anh chị đang có cái dữ liệu kế toán 2023 này trên máy này. Bây giờ anh chị muốn chuyển cái dữ liệu này lên online. Thì trước hết anh chị phải có phần mềm online đã. Đối với những anh chị mình chưa dùng Mimosa Online nhé, thì nếu anh chị chưa nắm được thì phần mềm Mimosa Online là phần mềm riêng. Và các anh chị có nhu cầu thì các anh chị có thể liên hệ bên em để các bạn kinh doanh sẽ trao đổi với anh chị về các cái gói phần mềm và cái phí khởi tạo cũng như cái phí gia hạn hàng năm của phần mềm Mimosa Online. Đây là phần mềm riêng chứ không phải là phần mềm kết nối với desktop ạ. Nếu anh chị mình đang hiểu lầm là phần mềm desktop với phần mềm online để kết nối với nhau thì hai phần mềm này là hai phần mềm riêng biệt anh chị nhé. Khi anh chị đã sử dụng trên online rồi mình sẽ không quay lại sử dụng desktop nữa. Anh chị chỉ dùng desktop để xem các dữ liệu cũ thôi. Thế còn từ năm 2023 khi anh chị sử dụng online anh chị chuyển cái năm 2023 lên online để mình sử dụng ở trên online luôn. Đã, thì trước hết anh chị phải mua phần mềm Mimosa online rồi và đã có tài khoản, được cấp tài khoản đăng nhập. Thì sau khi được cấp tài khoản đăng nhập anh chị đăng nhập vào tài khoản của anh chị. Đấy, anh chị đăng nhập theo cái thông tin anh chị được cấp, có thể theo số điện thoại hoặc là theo email.
Bây giờ khi muốn chuyển dữ liệu, một cái dữ liệu từ dưới offline lên, đây em giả sử là kế toán 2023 thì thao tác thể hiện như sau ạ. Bên em cũng đã có đính kèm tài liệu ở trên cái file Word này nhá. Đây, anh chị sẽ vào cái hình bánh răng ở góc bên phải phía trên, chọn chuyển đổi dữ liệu. Để vào hình bánh răng ở góc bên phải phía trên nhé, chọn chuyển đổi dữ liệu. Rồi ạ. Em nhắc lại anh chị sẽ vào cái hình hình bánh răng này nhé. Hình bánh răng này, chọn chuyển đổi dữ liệu. Đấy, sau đó anh chị nhấn cài đặt ngay. Tức là để có thể chuyển được dữ liệu từ desktop lên online thì phải có một cái phần mềm cài đặt trung gian để máy tính có thể hiểu được là kết nối dữ liệu như thế nào. Thì cài đặt phần mềm này rất là nhanh thôi. Anh chị chỉ cần nhấn cài đặt ngay thì bộ cài sẽ tự động tải xuống. Bộ cài sẽ tự động tải xuống ạ. Anh chị chọn nơi lưu bộ cài. Sau khi bộ cài tải xong thì anh chị sẽ tích đúp vào bộ cài. Nhấn tiếp tục đến khi hoàn thành. Bộ cài này tải rất là nhanh và cài đặt cũng rất rất là nhanh và nhẹ thôi ạ. Đây đây là bộ cài em mới tải về, em để trong thư mục download. Bây giờ để cài đặt thì anh chị tích đúp cái bộ cài lên. Anh chị cứ để nó chạy nhá, lúc nào có nút cần tích thì mình nhấn tiếp tục thôi. Đấy, nhấn tiếp tục cài đặt và đợi nó chạy xong là được anh chị nhá. Rất là đơn giản thôi ạ. Đây là một cái phần mềm cái trung gian để có thể chuyển được dữ liệu từ desktop lên online. Đấy ạ, anh chị có thể thấy không ạ, là mình cài mất có khoảng tầm 10 giây đã xong rồi. Thì sau khi cài đặt xong nhá, anh chị quay lại phần mềm này. Anh chị coi lại phần mềm sẽ tự động thấy là phần mềm đã chuyển đổi cái giao diện thành cái giao diện để anh chị chọn dữ liệu. Lúc này anh chị sẽ chọn cái máy chủ ở đây. Anh chị có thể chọn máy chủ. Cách xem máy chủ để anh chị nhìn máy chủ ở đây là gì nhé. Anh chị chọn máy chủ ở trên online như vậy. Anh chị cũng có thể copy. Anh chị đợi chút em cho cái màn hình to lên nhé, như màn hình hơi bé. Đã, cái máy chủ anh chị sẽ chọn giống như cái máy chủ ở trên phần mềm offline này. Anh chị cũng có thể copy lên cũng được. Đây, anh chị copy chọn chọn máy chủ vào đây. Đây. Và lúc này anh chị sẽ thấy là cái dữ liệu muốn chuyển lên chính là những cái dữ liệu đang trên phần mềm offline đấy ạ. Ở dưới offline có ba cái dữ liệu đây. Thì lúc mình chọn thì cũng sẽ ở trên online cũng sẽ có ba cái dữ liệu để anh chị có thể chuyển lên. Đây, bây giờ giả sử em muốn chuyển kế toán 2023 thì em chọn là kế toán 2023, nhấn tiếp tục. Ở đây sẽ có hai cái lựa chọn cho anh chị, là nếu anh chị đã tạo một dữ liệu trắng ở trên online rồi, anh chị có thể chuyển dữ liệu ở dưới desktop vào cái dữ liệu trắng này. Còn nếu chưa có dữ liệu tạo trên online, anh chị có thể chọn là tạo dữ liệu mới để phần mềm vừa đồng thời chuyển lên và vừa đồng thời là tạo thành một dữ liệu mới. Ở đây anh chị có thể đặt tên cho dữ liệu nhé. Đây, ví dụ em đặt tên là kế toán 2023 tiểu học MISA, nhấn chuyển đổi. Vậy các anh chị đã xong các thao tác chuyển đổi rồi, bây giờ anh chị chỉ cần đợi đến khi nào cái thông báo này, có cái thông báo là đã hoàn thành việc chuyển đổi thì tức là anh chị đã chuyển đổi xong. Đây ạ, đây chính là anh chị có thể tích vào cái biểu tượng tên dữ liệu này nhá, để xem danh sách các cái dữ liệu anh chị đang có. Thì đây chính là dữ liệu em vừa mới tạo xong này và nó đang chạy.
chuyển đổi rất là nhanh thôi. Khi nào anh chị thấy có thông báo ở đây hoặc là anh chị nhìn ở đây sang 100%, tức là dữ liệu đã chuyển đổi xong. Thì đó là cách chuyển đổi dữ liệu từ offline lên online. Thực tế thao tác rất đơn giản, tuy nhiên nhiều anh chị chưa biết. Thì mỗi lần anh chị muốn chuyển một cái dữ liệu nào đó lên thì anh chị lại phải liên hệ Misa nhờ. Nhưng thực tế là anh chị hoàn toàn có thể tự thực hiện một cách rất đơn giản nhé. Không biết anh chị có vướng mắc gì trong phần này không? Anh chị thấy không? Là dữ liệu của em đã chạy xong rồi. Và trên cái biểu tượng hình quả chuông sẽ có thông báo là đã hoàn thành chuyển đổi dữ liệu kế toán 2023 từ Mimosa 2022 lên kế toán 2023 trên online này. Anh chị có thể tích chuột vào dữ liệu đó để xem. Lần đầu tiên sau khi chuyển đổi xong thì phần mềm sẽ có thể hiện cái trang để anh chị đối chiếu dữ liệu xem đã khớp dữ liệu giữa offline và online chưa. Anh chị có thể bấm vào đối chiếu dữ liệu và xem có cái chênh lệch gì không. Thì như thế này là không có chênh lệch, anh chị có thể đóng cái thông báo lại. Đấy, như vậy là đã hoàn thành xong việc chuyển đổi dữ liệu lên rồi đấy ạ. Và chứng từ toàn bộ thông tin sẽ chuyển đổi lên từ desktop lên online anh chị nhé. Không biết mình có vướng mắc gì trong cái phần này không ạ? Vâng, có một số anh chị là mình chuyển từ desktop lên online rồi, thì sau đó mình lại chưa làm trên online, và anh chị lại quay lại desktop làm. Thế sau khi làm một thời gian nên bây giờ anh chị muốn chuyển lại dữ liệu từ desktop lên online thì mình làm y như em vừa thực hiện lúc nãy đấy ạ. Anh chị vẫn vào trong phần này thôi, vào chuyển đổi dữ liệu. Thì trong trường hợp mà anh chị đã cài đặt cái phần mềm đó rồi thì mình không cần phải cài đặt nữa, mình chỉ cần cài đặt một lần thôi. Và lần sau anh chị chỉ cần vào và chọn dữ liệu muốn chuyển lên nhé. Bây giờ anh chị lại chọn đến cái dữ liệu anh chị muốn chuyển lên, nhấn tiếp tục. Anh chị có thể anh chị chọn sang dữ liệu mới và anh chị đặt tên cho cái dữ liệu anh chị chuyển lên, đúng không ạ? Nhưng anh chị mà chuyển đổi lại dữ liệu đó cũng như vậy thôi nhá. Ví dụ trước đây anh chị đã đặt tên là kế toán 2023 tiểu học Misa rồi, bây giờ anh chị có thể đặt tên là ví dụ kế toán 2023 mới chẳng hạn, sau đó xóa cái dữ liệu kia đi. Cách xóa dữ liệu thì anh chị tích chuột vào cái phần tên dữ liệu này và hiện ra danh sách dữ liệu anh chị muốn xóa đi nhé. Thì anh chị tích chuột vào chọn xóa nhé, tích chuột vào chọn xóa, nhấn tôi đồng ý xóa và nhấn xóa dữ liệu. Được chưa ạ? Anh chị còn vướng mắc gì ở cái phần này không trước khi em chuyển sang nội dung tiếp theo? Vâng, có một số anh chị sau khi tải cái file xuống thì không biết là cái file mình đã tải nó đang ở đâu. Thì đối với trình duyệt Firefox thì cái file tải xuống nó sẽ nằm ở cái biểu tượng này anh chị nhé. Nằm ở cái biểu tượng này này. Anh chị tích vào cái biểu tượng này. Đối với trình duyệt Firefox ạ, anh chị tích vào biểu tượng này nhé. Và bấm vào cái hình thư mục để mở cái thư mục chứa lên. Đây ạ. Thì đây chính là file em vừa mới tải xuống xong ngày mùng 3 tháng 8 lúc 8:51 đấy ạ. Thì còn đối với trình duyệt Chrome, đối với trình duyệt Chrome với trình duyệt Chrome thì sau khi tải xuống anh chị có thể xem trong phần tích vào cái dấu ba chấm này nhé, chọn tệp đã tải xuống. Thì ở đây do em chưa có tệp nào tải xuống ạ. Thì giả sử em có tải một cái tệp nào đấy xuống nhé, để em chút. Đây, giả sử em có tải tệp xuống này thì trên trình duyệt Chrome cũng sẽ có cái biểu tượng như này. Anh chị có thể tích vào đây chọn hiển thị mọi bản tải xuống, hoặc là nếu không thấy cái biểu tượng này anh chị tích vào dấu ba chấm
chọn vào tệp đã tải xuống thì sẽ lên cái danh sách anh chị đã tải xuống, ở trên này anh chị tích vào hiển thị trong thư mục thì mình sẽ tìm được cái file đã tải xuống nhé. Cái lưu ý thứ hai là có một số anh chị sau khi tải xuống thì tích đúp vào mình lại không cài đặt được, thì anh chị có thể cài đặt bằng cách là giải nén nó ra rồi mình cài đặt sau. Cách giải nén là anh chị tích chuột vào. Đối với có trường hợp anh chị có cái bể zip, có cái giải nén bể zip, anh chị tích vào bể zip, chọn extract to. Hoặc là nếu anh chị có WinRAR, cái biểu tượng mà ba cái cuốn sách ấy ạ, thì anh chị tích vào cái biểu tượng WinRAR mà có cái chữ là extract to Misa Mimosa Client nhé, để nó giải nén ra. Sau khi giải nén xong thì anh chị sẽ cài đặt xong. Đây. Sau khi giải nén nó xong sẽ thành một cái thư mục như này, anh chị mở lên và nhấn vào setup. Đấy. Thì đó là cái cách đối với trường hợp anh chị tích đúp vào cái bộ cài mà không được thì anh chị giải nén ra đã. Rồi mình vào trong cái thư mục giải nén, anh chị nhấn vào Chị Vân đang có câu hỏi là mua phần mềm offline phải có chuyển qua online được không? Có phải tốn phí không? Thì cái phần này em đã trao đổi ngay từ đầu rồi, có thể là chị tham gia sau nên mình chưa nắm được. Thì về cái phí thì anh chị có thể tham khảo ở trên trang misa.vn vào phần sản phẩm, phần cơ quan nhà nước, phần mềm Mimosa Online đấy ạ. Và phần mềm Mimosa Online là một phần mềm riêng, sử dụng riêng với offline và có cái phí riêng. Khi anh chị chuyển lên online rồi mình sẽ thường anh chị sẽ không sử dụng offline nữa, mình sử dụng một phần mềm thôi. Và phần mềm này là có phí riêng anh chị nhé. Ở đây thì anh chị có thể xem trong cái phần báo giá này, và nếu cần tư vấn thêm anh chị có thể để lại thông tin, số điện thoại, mã ngân sách để bên em chuyển cho bên kinh doanh tư vấn thêm cho anh chị. Thì ở đây như anh chị thấy trên cái phần báo giá thì cái phí khởi tạo của nó là 14 triệu và gia hạn hàng năm là 6 triệu cho một người dùng. Nếu đơn vị có hai kế toán muốn sử dụng thì anh chị có thể mua thêm mỗi một người dùng là 5 triệu. Còn có một kế toán thì mình không không cần phải trả cái phí này. Thì anh chị có thể tham khảo ở đây, và để được tư vấn cụ thể hơn thì anh chị có thể để lại thông tin để bên em chuyển cho bên kinh doanh nhé. Dạ vâng, về cái phần chuyển đổi này bên em đã có tài liệu hướng dẫn. Thì em sẽ đối với những anh chị mình chưa kịp theo dõi thì nhờ anh chị xem lại hướng dẫn bên em đã gửi trong khung chat nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Em đã gửi hướng dẫn trong khung chat lại rồi anh chị nhé. Anh chị có thể tích vào cái đó, cái đường link mà em vừa gửi xong để mình xem hướng dẫn cách chuyển đổi. Để khi nào mình có nhu cầu chuyển đổi một cái dữ liệu từ dưới desktop lên thì anh chị biết cách chuyển đổi mà không cần phải liên hệ Misa. Rồi ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo là các tiện ích trên phần mềm Mimosa Online. Và các tiện ích ở đây là gì? Thì các tiện ích gồm có này, sao chép tài khoản hạch toán nguồn từ mục trên mục chứng từ. Tức là ví dụ trên mục chứng từ anh chị có hạch toán 10 dòng chẳng hạn, và muốn sao chép tài khoản hay nguồn hay tiểu mục của cái dòng đầu tiên xuống tất cả các dòng phía dưới thì làm như thế nào? Cách sửa một chứng từ, cách xóa một chứng từ, cách nhân bản sao chép chứng từ này sang chứng từ khác, hay là các cái phím tắt anh chị thường sử dụng để thao tác làm việc nhanh hơn thay vì dùng chuột bỏ ghi sửa xóa thêm mới vân vân, thì anh chị có thể dùng phím tắt trên bàn phím sẽ sử dụng được nhanh hơn. Các phím tắt này sử dụng như thế nào, hay là cách tìm kiếm chứng từ và lọc theo cái tiêu chí mong muốn, để anh chị có thể tìm được một số các chứng từ theo tiêu chí mong muốn, hoặc là để kiểm tra báo cáo, rồi cách mở nhiều tab để kiểm tra đối chiếu báo cáo chứng từ, cách ẩn hiện các cái danh mục nguồn khoản báo cáo chứng từ không dùng đến, cách lập chứng từ ghi sổ và chứng từ và các báo cáo liên quan, và một số tiện ích khác như là sắp xếp số chứng từ, chuyển nguồn, chuyển tài khoản hạch toán, vân vân. Thì đây là các cái tiện ích mà em sẽ chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Đồng thời nếu anh chị có cái thắc mắc gì thêm, muốn chia sẻ thêm về cái tiện ích nào, anh chị cũng có thể để lại trong khung chat để em chia sẻ thêm với anh chị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái phần tiện ích của phần mềm Mimosa Online. Thì đầu tiên
là cách sao chép nguồn tiểu mục trên chứng từ. Thì mục đích của cái chức năng này đó là anh chị có thể sao chép được các cái thông tin về nguồn, tài khoản, tiểu mục ở một dòng sang các cái dòng khác. À, ví dụ như sau. Đây. Thì anh chị có thể thao tác bằng cách là nhấn vào cái dấu ba chấm ở cái dòng đầu tiên và chọn sao chép xuống dưới hoặc sao chép lên trên. Đây, ví dụ như chứng từ này nhé. Bây giờ anh chị muốn sao chép tất cả các dòng đều là nguồn huyện tự chủ chẳng hạn. Thì anh chị có thể tích chuột vào cái dòng đầu tiên. Anh chị sẽ thấy có một cái hình dấu ba chấm. Anh chị tích sao chép xuống dưới. Hoặc là anh chị muốn sao chép từ dòng cuối cùng lên trên thì anh chị có thể chọn cái dòng cuối cùng. Anh chị chọn sao chép số lượng lên trên thì đều được nhé. Tiểu mục cũng như vậy ạ. Tất cả các cột ở trên phần mềm đều có chức năng sao chép. Anh chị muốn sao chép bất kỳ cột nào, anh chị có thể tích chuột vào cái dòng mà mình muốn sao chép và chọn sao chép lên trên hoặc xuống dưới nhé. Ngoài ra anh chị có thể sử dụng phím tắt Ctrl 2. Anh chị có thể sử dụng phím tắt Ctrl 2. Ví dụ em muốn sao chép tất cả các nguồn là nguồn không tự chủ nhé. Thì thay vì là bấm vào biểu tượng này, em có thể bấm trên bàn phím Ctrl 2. Đấy ạ. Thì phần mềm sẽ tự động sao chép. Hay ví dụ cái này em chọn sang tiểu mục 6 6101 chẳng hạn, ví dụ như này. Bây giờ muốn sao chép, nhấn Ctrl 2. Đấy ạ. Thao tác rất là nhanh đúng không ạ? Thì sẽ giúp cho các anh chị có thể nâng cao cái năng suất công việc khi nhập liệu. Anh chị nào, nhất là những anh chị mà mình có nhiều chứng từ và phải nhập liệu nhiều thì mình nên sử dụng phím tắt nhé. Thì đó là tính năng đầu tiên, tất cả các cột, nguồn, chương khoản, tài khoản, tiểu mục vân vân, anh chị đều có thể làm như vậy. Tiếp theo, chức năng sửa xóa nhân bản sao chép chứng từ. Thế tuy là sửa chứng từ ạ, thì có thể là cái giao diện Mimosa online nó hơi mới. Vì thế nhiều anh chị đang sử dụng desktop rồi, lên online anh chị vẫn bối rối là không biết tích sửa ở đâu. Nếu như trên desktop thì anh chị nhấn sửa ở cái phần thanh công cụ phía trên đúng không ạ? Nhưng chị online thì anh chị mới dùng nên mình chưa nhìn giao diện chưa quen nên chị không biết sửa chứng từ ở đâu. Thì anh chị nhìn ở góc bên phải phía dưới nhé, có nút bảo ghi. Anh chị nhấn bảo ghi rồi nhấn sửa. Muốn sửa thì trước hết anh chị phải bảo ghi thì nút sửa nó mới hiện lên nhé. Anh chị nhấn bảo ghi xong anh chị sẽ thấy có nút nút sửa đây. Ngoài ra anh chị có thể sử dụng phím tắt là Ctrl G. Ctrl B là bảo ghi. Nên anh chị di chuột vào anh chị sẽ nhìn thấy có phím tắt này. Ctrl B là bảo ghi và Ctrl E là sửa nhé. Thì thay vì là em sử dụng chuột, em có thể hoàn toàn có thể sử dụng phím tắt Ctrl B. Ctrl E. Yeah. Sau đó sửa xong thì có thể đóng lại bằng cách là nhấn nhấn cất là Ctrl S. Sau đó đóng lại bằng cách là nhấn nút ESC. Yeah. Thì anh chị có thể sử dụng phím tắt nhé. Còn cách sửa thì như anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ nhấn bảo ghi và nhấn sửa hoặc là nhấn Ctrl B, Ctrl E. Tiếp theo là xóa chứng từ. Như cái giao diện ở dưới offline thì anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng cái nút xóa đúng không ạ? Thì cũng có ít anh chị hỏi về cái chức năng anh chị muốn xóa chứng từ thì làm như thế nào. Tuy nhiên khi lên online thì có thể giao diện các anh chị chưa quen, anh chị tìm không thấy cái nút xóa ở đâu. Đây, ví dụ dưới offline anh chị nhìn thấy nút xóa. Ở trên thanh công cụ tất cả các nút nó hiện hết ra đúng không ạ?
Nhưng trên online thì bên em đang thiết kế là các cái nút nó được gọn gàng hơn. Vì thế là cái nút nào cần hiển thị thì bên em mới để ra ngoài. Còn các nút mà ít sử dụng đến thì bên em sẽ ẩn bớt đi. Vì thế cái nút xóa nhiều anh chị không tìm thấy nút xóa ở đâu. Thì cái nút xóa anh chị vào đây nhé. Vào tiện ích ạ, vào xóa chứng thư hiện thời. Và trước khi xóa anh chị phải bảo ghi rồi mới xóa được nhé. Bảo ghi rồi xóa chứng thư hiện thời. Phím tắt anh chị nhấn Ctrl B để bảo ghi, sau đó nhấn Ctrl D để xóa. Hoặc là ở giao diện bên ngoài, trên danh sách anh chị có thể nhấn vào, anh chị bảo ghi, sau đó anh chị nhấn vào cái hình tam giác rồi nhấn xóa nhé. Có hai cách xóa. Đấy. Anh chị mở chứng từ lên này. Nhấn bảo ghi này. Rồi vào tiện ích chọn xóa. Dạ vâng, ở trên phiên bản mới, em xin lỗi nhé, cái phần này bên em chưa cập nhật ở trên phiên bản mới thì để nó cho các anh chị dễ dàng tìm nút xóa hơn thì bên em đã đẩy nút xóa ra bên ngoài rồi. Đây ạ. Ở cái phiên bản trước là nút xóa nó nằm ở bên trong, nhưng mà ở cái phiên bản mới bên em mới nâng cấp thì nút xóa đã được đẩy ra bên ngoài, thì cái phần này em sẽ sửa lại slide anh chị nhé. Cái phần này mới mới nâng cấp gần đây thôi ạ. Anh chị bấm nút xóa đây nhé. Hoặc là anh chị có thể nhấn xóa bên ngoài. Bỏ ghi xong thì anh chị vào nút này và nhấn xóa đây ạ. Thì chúng ta có hai cách xóa. Theo nhân bản sao chép chứng từ. Rất nhiều anh chị có nhu cầu nhân bản sao chép chứng từ, đặc biệt là chứng từ lương bảo hiểm hàng tháng đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị là mình chỉ làm lương của tháng 1 thôi và tất cả các tháng tiếp theo mình cứ nhân bản lên, nhân bản hàng tháng lên. Để các nhân bản chứng từ như thế nào? Thì anh chị có thể xem ở đây. Anh chị ở trên danh sách chứng từ nhé, anh chị nhấn vào cái hình tam giác và nhấn nhân bản. Hoặc là trên chứng từ anh chị nhấn vào tiện ích chọn thêm mới chứng từ hiện thời. Đây ví dụ có chứng từ lương như sau. Đây, ví dụ em có chứng từ này, bây giờ muốn nhân bản lên thì anh chị tích vào hình tam giác và nhấn nhân bản nhé. Thì sẽ là mình sẽ sinh ra một chứng từ mới giống hệt như chứng từ mà anh chị đã chọn. Và đây anh chị sẽ có phím tắt là Ctrl Shift C. Thì thay vì sử dụng chuột, anh chị có thể sử dụng phím tắt tích chuột vào cái dòng mà anh chị muốn nhân bản lên, anh chị nhấn Ctrl Shift C. Đấy, thì sẽ lên một chứng từ giống hệt như chứng từ hiện thời. Ngoài cái cách nhân bản như vậy, thì anh chị có thể dùng cách là thêm mới chứng từ hiện thời. Anh chị có thể mở cái chứng từ đó lên, chọn vào tiện ích, chọn thêm mới từ chứng từ hiện thời. Thì sẽ giống hệt như, tạo một cái chứng từ giống hệt như chứng từ cũ. Đối với một số cái giao diện khác, ví dụ như phiếu thu chẳng hạn, thì thêm mới chứng từ hiện thời ngoài sinh ra một chứng từ giống hệt, anh chị có thể sinh ra một cái chứng từ ở một cái phân hệ khác. Ví dụ anh chị đã lập một cái phiếu thu với giá trị là 6 triệu rồi, bây giờ anh chị muốn lập nhanh phiếu chi nhưng không muốn phải sang bên phân hệ chi và gõ lại, thì anh chị có thể vào tiện ích chọn thêm mới chứng từ hiện thời, chọn phiếu chi. Lúc này anh chị chỉ cần sửa lại hạch toán thôi. Lúc thu thì là nợ 111 có 337, nhưng ví dụ lúc chi thì phải là nợ 611. Có 111. Cái phần này thì anh chị phải thuộc hạch toán nhé. Anh chị xem là cái phiếu chi hạch toán như thế nào. Đó. Và mình sửa lại thôi ạ. Anh chị sửa lại diễn giải và sửa lại tài khoản là xong.
rất là nhanh đúng không ạ? Thay vì anh chị vào phiếu chi, anh chị gõ lại tất cả các thông tin. Đó là cái cách sao chép thứ hai. Cách sao chép thứ ba, em nhắc lại là cách sao chép thứ nhất, anh chị chọn vào nhân bản hoặc là nhấn Ctrl Shift C. Cách sao chép thứ hai, anh chị mở chứng từ lên, chọn thêm mới chứng từ hiện thời. Với chức năng này, ngoài việc thêm mới một chứng từ giống hệt như chứng từ hiện tại, anh chị có thể tạo một chứng từ ở một cái phân hệ khác, tức là từ phiếu thu tạo ra phiếu chi hoặc từ phiếu chi tạo ra phiếu thu, vân Cách thứ ba, anh chị có thể sao chép chứng từ bằng cách là thêm một chứng từ mới rồi chọn chức năng sao chép. Em ví dụ vẫn là lập phiếu chi từ phiếu thu, nhưng lập phiếu chi này là không phải chỉ từ mỗi cái phiếu thu 08 mà em muốn lập phiếu chi từ phiếu thu 6, 7, 8. Thì cách làm anh chị sẽ vào thêm một cái phiếu chi mới, và tại đây anh chị nhấn vào tiện ích chọn sao chép chứng từ. Anh chị chọn cái khoảng thời gian mà chứa những cái phiếu mà mình muốn sao chép. Chọn loại chứng từ muốn sao chép, chọn khoảng thời gian, nhấn lấy dữ liệu. Lúc này em muốn sao chép từ các chứng từ phiếu thu số 6 này. Anh chị chỉ sao chép từ cái nợ 111 thôi nhá, cái 008 đi thôi ạ. Đây, phiếu thu số 6, số 7, số 8 chẳng hạn. Đấy, anh chị chọn các cái phiếu thu mà mình muốn sao chép, nhấn chọn. Đấy, phần mềm sẽ tự động sinh ra một cái chứng từ từ ba cái phiếu thu mà mình đã làm. Lúc này anh chị sửa lại toán. Chức năng sao chép chứng từ này em thấy anh chị sử dụng phổ biến nhất trong trường hợp lập phiếu thu, phiếu chi đấy. Tức là mình rút tiền, ví dụ rút tiền mặt về, sau đó phải chi ra đúng không ạ? Thì thay vì phải gõ lại phiếu chi thì anh chị có thể sao chép từ phiếu thu như vậy. Rất là nhanh chóng đúng không ạ? Như vậy là anh chị sẽ có 3 cách để sao chép chứng từ. Cách thứ nhất, chọn nhân bản, thì chức năng này chỉ nhân bản được một chứng từ giống hệt như chứng từ cũ thôi. Cách thứ hai, vào tiện ích chọn thêm mới chứng từ hiện thời, thì ngoài việc là nhân bản ra, có thể nhân bản một chứng từ giống hệt chứng từ cũ, thì anh chị có thể nhân bản một chứng từ, nhân bản chứng từ này sang một cái phân hệ khác, tức là từ phiếu thu sinh ra phiếu chi hoặc từ phiếu chi sinh ra phiếu thu, vân vân. Còn chức năng thứ ba là sao chép chứng từ, thì ngoài việc là có thể tạo nhân bản thành một chứng từ giống hệt như chứng từ cũ này, có thể sao chép sang một chứng từ khác nữa này, thì có thể sao chép được từ một chứng từ, từ nhiều chứng từ khác, ví dụ từ một phiếu chi, sao chép một phiếu chi từ ba phiếu thu hoặc là từ bốn phiếu thu, hoặc là sao chép phiếu thu từ năm phiếu chi chẳng hạn. Tức là cái này là mình có thể sao chép một chứng từ mới từ một hoặc nhiều chứng từ đã lập. Thì đây là ba cái tính năng sao chép chứng từ anh chị có thể sử dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể, xem mình cần cái gì. Ví dụ như chứng từ lương thì anh chị chỉ cần chọn nhân bản thôi, nhân bản lương tháng 2 từ tháng 1, nhân bản lương tháng 3 từ tháng 2, ví dụ như vậy. Đối với chứng từ thêm mới, chứng từ hiện thời thì thường là anh chị sẽ sử dụng trong cái trường hợp là anh chị lập phiếu chi từ một phiếu thu, tức là anh chị đã rút tiền về rồi, bây giờ anh chị muốn chi ra nhưng mình chi là cái số tiền giống hệt như cái phiếu thu lúc trước, thì anh chị sử dụng chức năng này. Thế còn trường hợp anh chị lập rút tiền về 3 lần chẳng hạn, sau đó thì anh chị chi một lần từ ba cái phiếu thu đó đó luôn, thì anh chị có thể sử dụng chức năng sao chép, tức là mình thêm một phiếu chi mới và chọn sao chép từ ba cái phiếu thu trước đó. Thì đây là ba cái chức năng mình sử dụng trong từng trường hợp linh hoạt để có thể nâng cao cái năng suất để anh chị có thể nhập liệu được nhanh hơn nhé. Anh chị có vướng mắc gì mình để lại câu hỏi trong khung chat luôn để em giải đáp nhé. Vậy, tiếp theo là các phím tắt thường sử dụng. Thì trong từng cái phần em cũng đã có trao đổi với anh chị một số phím tắt rồi, để giúp cho các anh chị có thể nâng cao cái năng suất làm việc, thao tác phần mềm được nhanh hơn. Vậy để xem toàn bộ các phím tắt đang có trên phần mềm thì anh chị có thể mở một chứng từ lên và nhấn vào biểu tượng phím tắt. Lúc này anh chị sẽ nhìn thấy tất cả các phím tắt được liệt kê đang có trên phần mềm. Và phím tắt mà anh chị thường sử dụng nhiều, mà em khuyến cáo các anh chị nên sử dụng,
Em khuyến khích các anh chị nên sử dụng đó là các phím tắt, nhất là Ctrl O là mở chứng từ. Đây, ví dụ ở bên ngoài anh chị nhấn Ctrl O để mở chứng từ. Ctrl B để bảo ghi, ví dụ muốn bảo ghi sửa các anh chị nhấn Ctrl B, Ctrl E. Ví dụ sửa xong cái thông tin gì đó, anh chị nhấn Ctrl S và nhấn Ctrl Q để đóng, hoặc là có thể nhấn nút ESC ở góc bên phải, ở góc bên trái phía trên bàn phím để nhấn thoát, hoặc nhấn Ctrl Q cũng được. Rồi anh chị có thể xóa chứng từ bằng cách nhấn Ctrl D, nhấn Ctrl G để ghi sổ, Ctrl 1 để thêm mới, Ctrl Shift C để nhân bản, Ctrl 2 để sao chép dòng, hay là Ctrl Delete để xóa dòng. Thì đây là các phím tắt mà em khuyến khích anh chị nên sử dụng. Ngoài ra anh chị có thể tham khảo thêm một số phím tắt khác đã được liệt kê ở trên phần mềm nhé. Tiếp theo, hướng dẫn tìm kiếm chứng từ. Thì đây cũng là một tính năng rất là cần thiết và hữu ích cho các anh chị, đặc biệt trong cái thời gian anh chị kiểm tra báo cáo. Thì cái tính năng này là giúp cho anh chị có thể tìm kiếm chứng từ một cách nhanh chóng theo điều kiện mong muốn. Ví dụ anh chị muốn tìm một cái chứng từ trong phần mềm có số tiền là 6 triệu của nguồn 13 của khoản 071 chẳng hạn. Tiểu mục 6949 chẳng hạn, làm sao để tìm một cách nhanh nhanh chóng nhất thì anh chị có thể dùng chức năng tìm kiếm chứng từ. Hoặc là khi anh chị xem trên báo cáo mẫu số 02A tại tiểu mục 6301 thấy số tiền lên đang bị sai của nguồn 13. Bây giờ muốn tìm xem cái số tiền đó nó lên từ những chứng từ nào thì anh chị cũng dùng tìm kiếm chứng từ. Thì đây là một cái tính năng rất là cần thiết và hữu ích để các anh chị có thể tìm kiếm một số chứng từ hoặc một chứng từ theo một cái tiêu chí mà anh chị mong muốn. Thì cách tìm kiếm như sau, anh chị nhấn vào nút tìm kiếm, chọn chứng từ đã ghi sổ, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra và nhấn tìm kiếm. Để anh chị nhấn vào tìm chứng từ nhé. Tích chứng từ đã ghi sổ này. Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra. Ví dụ em kiểm tra cả năm 2023. Sau đó nhấn tìm kiếm ạ. Lúc này toàn bộ các chứng từ trong cái khoảng thời gian mà anh chị đang tìm sẽ hiện lên. Bây giờ anh chị muốn lọc theo một cái thông tin nào đó. Ví dụ anh chị muốn tìm một cái số tiền là 6 triệu chẳng hạn. Anh chị có thể gõ số tiền. Thì tất cả các chứng từ có số tiền là 6 triệu sẽ hiện lên cho các anh chị xem. Bây giờ anh chị muốn tìm là cái số tiền mà mình đã hạch toán được phiếu chi. Thì anh chị ngoài khi mà tìm kiếm thì anh chị phải nắm được cái cách hạch toán rồi nhá. Ví dụ mình muốn tìm phiếu chi thì anh chị phải nắm được là phiếu chi thì mình hạch toán là gì đúng không ạ? Có 111 đúng không ạ? Đấy thì sẽ xem được tất cả các phiếu chi đang hạch toán có 111. Ở đây sẽ có rất nhiều trường thông tin để tìm kiếm. Anh chị có thể lọc theo các cái thông tin mà anh chị mong muốn nhé. Hoặc là anh chị muốn lọc các cái chứng từ có số tiền nhỏ hơn 10 triệu chẳng hạn, anh chị có thể, anh chị nhớ là mình sẽ có thêm một cái phần để chọn cái cách lọc ở đây nhé, có thể là bằng hoặc là nhỏ hơn. Đấy, ví dụ chọn các cái chứng từ có số tiền nhỏ hơn 10 triệu đấy thì sẽ hiện lên. Hay là anh chị muốn lọc tài khoản nợ bắt đầu bằng 611 chẳng hạn. Anh chị có thể chọn là bắt đầu với 611 hay là bắt đầu với 008. Nếu khi anh chị không muốn lọc theo một cái tài khoản cụ thể mà muốn lọc các cái tài khoản bắt đầu bằng cái đầu tài khoản nào đó chẳng hạn, anh chị sẽ chọn ở đây là bắt đầu với nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cụ thể trong trường hợp ví dụ anh chị muốn áp dụng cho việc đối chiếu báo cáo hàng quý ạ. Ví dụ anh chị muốn lọc các cái chứng từ lên báo cáo đối chiếu quý 2. Đây giả sử em xem báo cáo đối chiếu thấy có chứng từ bị sai, có số liệu bị sai nhá, thì cách đối chiếu và tìm kiếm chứng từ như thế nào? Dụ xem báo cáo quý 2.
Đây, ví dụ xem báo cáo như này. Đây có cái tiểu mục 6404, số tiền là 110 triệu. Thì thường các anh chị xem báo cáo xong thì anh chị chỉ biết là số này lên báo cáo là 110 triệu thôi và chỉ biết là sai so với kho bạc. Thế còn muốn tìm thì anh chị lại liên hệ Misa. Thì anh chị có thể nắm được cái cách mình tìm kiếm để anh chị không phải liên hệ bên em mà anh chị có thể tự tìm nhé. Thì trước hết anh chị phải nắm được là số liệu lên báo cáo mà như thế nào đã đúng không ạ? Thì cái cột thực chi sẽ lấy lên từ tài khoản có 008. Thế thì anh chị sẽ đi tìm theo cái tiêu chí là tiểu mục 6404, nguồn 13 với tài khoản có 008. Thì cách tìm anh chị sẽ vào trong phần tìm kiếm đúng không ạ? Đây chị vào trong phần tìm kiếm nhé. Chọn chứng từ đã ghi sổ này, chọn khoảng thời gian. Em đang kiểm tra trong quý 2 thì em sẽ chọn thời gian là mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 6, đúng chọn khoảng thời gian trong quý 2. Nhấn tìm kiếm ạ. Lúc này lọc theo các tiêu chí như em có chia sẻ với anh chị này. Nguồn 13. Nguồn 13, tiểu mục 6404. Tài khoản có 108. Nguồn 13. Anh chị chọn nguồn 13. Tiểu mục 6404, anh chị kéo chuột đến cột tiểu mục 6404. Chọn tài khoản có 008. Anh chị chọn có bắt đầu với 008. Đây, anh chị sẽ thấy lên, phần mềm sẽ lên ngay các cái chứng từ đang lên trên báo cáo. Trên báo cáo đang là 110 triệu đúng không ạ? Anh chị đang bối rối không biết là 110 triệu đấy lên từ đâu. Mình không có nhập như thế tại sao nó lại lên số tiền này. Thế thì anh chị có thể xem được ngay nó lên từ đâu. Thì đang lên từ hai chứng từ là chuyển khoản 101468 và 01469 với một số tiền là 50 triệu và 60 triệu. Thì nếu sai thì anh chị có thể mở chứng từ lên xem tại sao sai. Mình có nhập nhầm nguồn hay là nhập nhầm số tiền hay nhập nhầm ngày vân vân hay không. Nếu thiếu chứng từ anh chị nhập bổ sung chứng từ, nếu thừa anh chị xóa bớt đi, nếu sai số tiền anh chị sửa lại nhé. Thì đây là cách cái bên em, khi bên em hỗ trợ anh chị, bên em cũng sẽ tìm kiếm theo cái cách này để tìm lên các chứng từ mà đang lên trên báo cáo. Thì em có chia sẻ thêm về cách đối chiếu báo cáo hàng quý như vậy nhé. Mình sử dụng cái công cụ tìm kiếm này một cách hợp lý để hỗ trợ trong việc đối chiếu báo cáo ạ. Thì đó là tính năng tìm kiếm mình sử dụng trong rất nhiều trường hợp và điển hình là khi đối chiếu báo cáo. Tiếp theo ạ, mở nhiều tab làm việc. Như anh chị thấy là em vừa nhân đôi lên tab làm việc đúng không ạ? Là khi em đang xem báo cáo nhưng em không muốn đóng báo cáo lại. Không muốn đóng báo cáo lại, bây giờ đóng báo cáo lại chút nữa mình tìm kiếm xong mình lại phải mở ra đúng không ạ? Thì thay vì là đóng báo cáo lại, anh chị có thể mở một cái tab làm việc mới mà không cần phải đóng báo cáo. Mở một tab làm việc mới và thao tác trên cái tab đó. Thì làm sao để mở một cái tab làm việc mới thì anh chị có thể mở nhanh bằng cách bấm chuột phải vào cái tab đó và nhấn nhân đôi thẻ nhé. Nếu giao diện tiếng Anh thì anh chị tích là duplicate tab, còn tiếng Việt là nhân đôi thẻ. Hoặc là anh chị có thể copy copy cái đường link, anh chị mở một cái tab mới lên và paste vào là được. Thì cách này cũng được. Nhưng mà cái cách nhanh hơn là như cách em vừa hướng dẫn là nhân đôi thẻ lên thì sẽ nhanh hơn. Tiếp theo, anh chị muốn ẩn bớt các cái danh mục không cần thiết. Đầu tiên là danh mục nguồn và khoản. Ví dụ như nguồn anh chị thấy trên phần mềm có rất là nhiều nguồn.
Và anh chị chỉ dùng đến nguồn huyện thôi, anh chị không dùng đến nguồn trung ương với nguồn tỉnh. Bây giờ muốn ẩn bớt nguồn trung ương với nguồn tỉnh đi đấy. À, thì làm như thế nào? Vì nhiều anh chị nguồn huyện tự chủ, nhưng trong lúc nhập chứng từ anh chị làm vội, anh chị chọn nhầm sang nguồn tỉnh, đến lúc xem báo cáo thấy lên sai. Bây giờ muốn ẩn bớt đi thì anh chị có thể vào trong phần danh mục. Tất cả các danh mục đều nằm trong phần danh mục anh chị nhé. Vào danh mục nguồn kinh phí, và những cái nguồn anh chị không dùng đến anh chị có thể ẩn bớt đi, tích đúc vào nguồn không dùng đến này, chọn ngừng theo dõi đây, chọn ngừng theo dõi, nhấn cất. Tương tự như vậy, ví dụ không dùng đến nguồn tỉnh, tích đúc vào nguồn tỉnh, tích ngừng theo dõi, nhấn cất. Tương tự như vậy với các cái nguồn khác, nguồn nào không dùng đến thì anh chị có thể ẩn bớt đi. Hay là khoản khoản hoặc là chương, ví dụ đơn vị là mình chỉ sử dụng chương 071 thôi chẳng hạn, nhưng khi lập chứng từ hay là khi xem báo cáo nó hiện ra khoảng 3-4 cái chương liền. Bây giờ anh chị muốn ẩn bớt các cái chương đi để đỡ chọn nhầm, thì anh chị vào danh mục chương, anh chị xem cái chương nào không không dùng đến. Anh chị dùng chương nào thì mình em xin lỗi, đây là khoản. Ví dụ chương anh chị dùng chương 622 nhưng hiện lên cả các cái chương 423 rồi một số cái chương 011. Cái ví dụ như này nhá. Đấy, khi chọn chương thì anh chị thấy hiện lên mấy chương. Để em ví dụ nhá, anh chị chọn chương, anh chị thấy có thể chọn được mấy chương như này. Nhưng thực tế là anh chị sử dụng 622 thôi, chứ không sử dụng 423 này. Tuy nhiên bởi vì có nhiều chương hiển thị, cho nên đôi lúc anh chị bị chọn nhầm sang chương này. Dẫn tới là lên báo cáo thì thiếu và sai. Thì làm thế nào để ẩn bớt các cái chương anh chị không sử dụng đến đi? Thì anh chị có thể vào trong phần danh mục chương. Anh chị tìm đến cái chương mà anh chị muốn ẩn bớt. Và bỏ tích nút theo dõi đi nhá. Nhấn cất ạ. Thì sau khi bỏ bớt chương này đi thì anh chị lập chứng thư, anh chị sẽ không thấy cái chương đó nữa. Đấy, không thấy chương đó nữa. Đúng không ạ? Tương tự như vậy với khoản nhé. Ví dụ là chỉ sử dụng chương khoản 073 thôi, nhưng trên phần mềm có hiện lên cái khoản 341, nếu đôi lúc anh chị chọn nhầm sang cái khoản này, dẫn từ báo cáo lên sai, thì trước hết là anh chị sẽ bỏ bớt, xem cái chứng từ nào đang chọn sai thì phải sửa lại đã. Sau đó anh chị vào danh mục, vào khoản, loại khoản và tìm đến cái khoản không sử dụng, tích đúp lên, nhấn ngừng theo dõi và nhấn cất nhé. Cái phần tiếp theo là phần ẩn hiện chứng từ. Thì khi anh chị in chứng từ, anh chị sẽ thấy là có rất nhiều các chứng từ hiển thị. Riêng cái bảng kê nó có hai cái này, giấy rút thì cũng có ba cái này. Bây giờ anh chị muốn ẩn bớt đi, chỉ để lại một cái bảng kê và một cái giấy rút C202 thôi, vì các cái giấy rút kia anh chị không dùng đến.
thì anh chị có thể ấn bớt như sau. Đấy, khi in anh chị thấy có rất nhiều chứng từ đúng không ạ? Anh chị có thể vào trong phần tùy chọn in. Cái nào anh chị không muốn dùng nhá, anh chị bỏ tích đi. Anh chị ít dùng anh chị có thể bỏ tích đi. Nhấn đồng ý ạ. Lúc này anh chị in anh chị thấy chỉ thấy còn một vài chứng từ mình hay dùng thôi. Anh chị thao tác sẽ được nhanh hơn, mình tích chọn nhanh những cái chứng từ mình cần dùng thôi. Chứ không bị lẫn lộn với rất nhiều các chứng từ khác nữa, đúng không ạ? Tiếp theo là đánh dấu báo cáo thường sử dụng. Trên phần mềm thì có rất nhiều các báo cáo. Tuy nhiên anh chị thường sử dụng tần suất thường xuyên chỉ là một số báo cáo thôi. Ví dụ như là bảng cân đối số phát sinh, bộ số 01, bộ số 02 hay là các cái sổ kế toán mà mình thường hay sử dụng. À, thì anh chị có thể đánh dấu những cái báo cáo mà mình thường sử dụng để thao tác được nhanh hơn. Ví dụ bảng cân đối số phát sinh. Ví dụ bảng cân đối số phát sinh anh chị thường sử dụng nhé, anh chị tích dấu sao. Hay là báo cáo 0102. Báo cáo 0102/06 anh chị thử sử dụng nhé, anh chị tích dấu sao. Đấy, thì khi anh chị tích vào báo cáo yêu thích thì các cái báo cáo này sẽ hiển thị ở cái phần báo cáo yêu thích để anh chị lựa chọn. Hoặc là trong phần báo cáo khác anh chị hay sử dụng cái báo cáo sổ tổng hợp công nợ chẳng hạn. Hay báo cáo tổng hợp công nợ thì như bình thường anh chị vào mở vào xem anh chị hay phải tích vào báo cáo khác rồi lướt 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 để xem là báo cáo nó nằm ở đâu. Thì bây giờ mình tích chuột vào, chọn dò dấu sao. Thì khi vào yêu thích thì nó sẽ hiển thị ngay ở đây. Thì anh chị chọn báo cáo sẽ được nhanh hơn nhé. Thật ra là đối với mẫu 0102 thì nhìn cái thấy ngay ở đây anh chị có thể không tích cũng được. Em khuyến khích anh chị nên tích chọn những cái báo cáo mà nó nằm ở trong một cái danh sách dài và khó tìm thì mình tích dấu sao để vào danh sách yêu thích thì mình tìm sẽ được nhanh hơn nhé. Còn những cái báo cáo mà nó nằm riêng một phân hệ, ví dụ như là tiền mặt, tiền gửi nó nằm riêng một phân hệ, đấy này thì dễ tìm rồi, anh chị không cần tích dấu sao. Mình nên tích ở những cái danh sách báo cáo mà nó rất là dài như này, chỉ có một hai báo cáo mình thường sử dụng thì anh chị tích vào các báo cáo mà anh chị hay sử dụng để nó hiển thị phần yêu thích nhé. Tiếp theo một cái phần cũng có rất nhiều anh chị có thắc mắc với bên em, thường xuyên đặt câu hỏi liên quan tới phần chứng từ ghi sổ. Vậy thì chứng từ ghi sổ là gì? Cái câu hỏi anh chị thường đặt ra với bên em là khi anh chị xem báo cáo. Anh chị xem báo cáo. Anh chị xem báo cáo sổ cái hình thức chứng từ ghi sổ. Thì không thấy lên một cái chứng từ nào hết. Anh chị đặt câu hỏi với bên em là tại sao chị đã lập đầy đủ chứng từ trong năm nhưng in sổ không lên chứng từ. Thì nguyên nhân là do anh chị chưa hiểu bản chất của cái chứng từ ghi sổ nó là gì. Vậy thì chứng từ ghi sổ ở đây ạ. Trước hết là về mục đích của việc lập chứng từ ghi sổ. Thì chứng từ ghi sổ là dùng để tập hợp các số liệu của một hoặc nhiều chứng từ kế toán có cùng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm căn cứ ghi sổ kế toán. Thì cái hình thức chứng từ ghi sổ nó là một cái hình thức ghi sổ kế toán tại đơn vị. Và những cái đơn vị mà không sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ thì mình không cần lập. Tức là có những đơn vị là anh chị in cái sổ sổ cái hình thức nhật ký chung này, sổ nhật ký chung, hay là những đơn vị sử dụng hình thức là nhật ký sổ cái. Thì đây là những cái hình thức sử dụng sổ kế toán của đơn vị á, có thể là nhật ký sổ cái này, hay là nhật ký chung, hay là hình thức chứng từ ghi sổ. Đối với trường hợp nhật ký sổ cái hay là nhật ký chung anh chị không cần lập chứng từ ghi sổ, nhưng trường hợp anh chị sử dụng hình thức là chứng từ ghi sổ thì anh chị cần phải lập chứng từ ghi sổ. Trong đó chứng từ ghi sổ là tập hợp của một hoặc nhiều chứng từ. Tức là ví dụ thay vì là nếu theo hình thức nhật ký chung ấy thì anh chị sẽ in toàn bộ tất cả các chứng từ. Ví dụ đơn vị có 1.000 chứng từ chẳng hạn, là in sổ nó sẽ rất là dài, có hẳn 1.000 cái chứng từ ra. Thế tuy nhiên nếu sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ, ví dụ anh chị có thể gom là một 50 cái chứng từ vào một phiếu chẳng hạn. Ví dụ tất cả các phiếu thu của quý 1 thì gom vào một PT01.
ví dụ tất cả phiếu thu của quý 2 anh chị lập vào PT02, hay là tất cả các phiếu rút lương của quý 1 anh chị đưa vào là ví dụ rút lương quý 1, rút lương quý 2, rút lương quý 3, rút lương quý 4. Như vậy là gom lại thì nó chỉ còn có vài chục chứng từ thôi, và sổ sách sẽ gọn hơn rất là nhiều. Thì đây là cái mục đích của việc anh chị sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ. Và nếu muốn mình muốn in sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ, anh chị buộc phải lập chứng từ. Khi chưa lập chứng từ thì sổ sách sẽ không lên. Thế cách lập chứng từ thì căn cứ lập ở đây là các cái chứng từ kế toán hoặc là bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Căn cứ lập ở đây chính là các cái chứng từ anh chị đã lập từ trước đó. Và anh chị sẽ lập theo các cái chứng từ kế toán có nội dung kinh tế giống nhau, ví dụ là cùng là phiếu thu hoặc là cùng là phiếu chi, cùng là phiếu rút lương, cùng là phiếu rút bảo hiểm, anh chị sẽ gom vào cùng một phiếu. Cái thời gian lập thì không có quy định cụ thể mà tùy vào nhu cầu của đơn vị, có thể lập hàng ngày hoặc là định kỳ, hàng quý, hàng tháng, hàng năm, tùy theo số lượng nhiệm vụ kinh tế phát sinh. Đối với những đơn vị có rất nhiều chứng từ thì anh chị có thể lập theo tháng, theo quý, nhưng ví dụ những đơn vị mà chỉ có ít chứng từ thôi, anh chị có thể lập theo cả năm. Cái này là theo thông tư 107 nhé, anh chị có thể xem thêm trong thông tư 107 có hướng dẫn ạ. Cách lập chứng thư ghi sổ, anh chị có thể vào trong phần chứng thư ghi sổ, lập chứng thư ghi sổ để lập. Em sẽ lập mẫu ở trên phần mềm để các anh chị cùng xem nhé. Tổng hợp chứng thư ghi sổ, chọn lập chứng thư ghi sổ. Giả sử em muốn lập theo quý, lập chứng từ lương theo quý chẳng hạn, hoặc là lập theo cả năm đi, lập chứng từ lương của cả năm, rút lương năm 2023, chọn lập từ chứng từ gốc, nhấn chọn chứng từ, chọn thời gian năm nay, nhấn liệt kê. Lúc này bây giờ em muốn gom tất cả các chứng từ lương vào cùng một phiếu thì em có thể chọn cái loại chứng từ là chuyển khoản kho bạc và tài khoản tiền gửi để trả lương. Để em một chút nhé, cái dữ liệu này nó hơi ít chứng từ, để em chuyển sang cái dữ liệu khác. Em xin lỗi nhé, ở đây em đang không có cái dữ liệu nào năm 2023 mà nó có nhiều chứng từ một chút, thì em sẽ lấy cái dữ liệu của năm 2022 nhé. Đây. Giả sử bây giờ em muốn lập của cả năm 2023 của các cái chứng từ lương, thì em sẽ chọn loại chứng từ là chuyển khoản kho bạc và tài khoản tiền gửi. Thì đây chính là cái danh sách chứng từ trả lương này. Hạch toán nợ 112 có 511. Tích chọn tất cả các chứng từ này, nhấn đồng ý. Ví dụ chỗ này em đặt tên là chuyển khoản kho bạc trả lương năm 2023. Cái cách gom chứng từ là tùy anh chị nhé. Mình gom chứng từ vào cùng một phiếu với các chứng từ có cùng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có cùng nội dung kinh tế phát sinh, có thể là cùng là lương, cùng là bảo hiểm, hay là cùng là phiếu thu, cùng là phiếu chi, thì cái này là tùy anh chị. Biết là anh chị thấy các cái chứng từ đó có cùng cái nội dung kinh tế phát sinh, anh chị có thể gom vào cùng một phiếu ạ. Tương tự như vậy, ví dụ lập tiếp chứng từ bảo hiểm năm 2023.
Mình sẽ làm nốt phần lương nhá. Phần lương thì nó sẽ có gồm chứng từ rút dự toán, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi để trả lương này, có chi tiền gửi trả lương và có hạch toán chi phí lương đó. Em sẽ lập nốt cái phần lương nhá. Để chi tiền gửi trả lương 2023. Tương tự như vậy, ví dụ anh chị lập tiếp hạch toán chi phí lương 2023. Lúc này anh chị có thể lọc theo cái tiêu chí khác, hạch toán chi phí lương thì cái diễn giải của nó sẽ là hạch toán chi phí lương. Hoặc là anh chị có thể lọc theo là nợ 611 có 334. Đây. Tương tự như vậy, ví dụ anh chị có thể lập tiếp hạch toán chi phí bảo hiểm, rút dự toán và chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, hạch toán chi phí bảo hiểm. Tương tự như vậy anh chị có thể lập tiếp phiếu thu, phiếu chi vân vân. Cái này tùy là anh chị nhu cầu của anh chị muốn gom chứng từ như nào nhé. Ở đây em chỉ lấy ví dụ một cái cách em lập chứng từ thôi, chứ không phải là quy định bắt buộc phải lập như em đang hướng dẫn đâu nhé. Cái chỗ này vừa nãy em bị lập sót cái chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, thì anh chị nếu anh chị có nhiều trang chị next sang các cái trang tiếp theo để lập tích chọn vào những cái trang tiếp theo nữa nhé. Để em chưa ạ. Thì tương tự anh chị lập đến khi nào hết chứng từ nhé. Đến khi nào hết chứng từ thì thôi ạ. Sau đó anh chị có thể in các cái sổ sách về chứng từ. Thì trên theo quy định ở trong thông tư 107, anh chị sẽ in các cái chứng từ và sổ sách như sau. Đối với chứng từ anh chị sẽ in S02H chứng từ ghi sổ. Đối với sổ sách anh chị sẽ in CS02B sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Thì cái sổ này sẽ liệt kê tất cả các chứng từ ghi sổ anh chị đã lập trong năm. Sổ S02CH sổ cái dùng cho hình thức chứng thư ghi sổ, thì cái sổ này sẽ in theo từng tài khoản hạch toán. Ví dụ in sổ cái của tài khoản 111, 112, 334, 332 vân vân. Liệt kê các cái chứng từ chứng thư ghi sổ có phát sinh của cái tài khoản anh chị đang in. Thì cái sổ đăng ký chứng thư ghi sổ nó gần giống cái sổ nhật ký chung của bên hình thức nhật ký chung đấy ạ. Cái sổ cái này giống sổ cái hình thức nhật ký chung ở bên hình thức sổ sách nhật ký chung anh chị nhé. Rồi, các cái phần khác của chứng từ ghi sổ anh chị để thêm trong slide. Ngoài ra còn một số cái tiện ích khác anh chị có thể xem thêm trong slide có đính kèm, gồm có chuyển khoản hạch toán, chuyển tài khoản hạch toán, ví dụ ban đầu hạch toán vào 018 hay 5118 6118, nhưng sau đó thì kiểm tra lại nghiệp vụ thì thực tế là phải hạch toán vào nguồn thu dịch vụ, tức là đưa vào 531642. Bây giờ anh chị muốn chuyển hết 5118 sang 531 thì làm như nào? Đấy, thì anh chị có thể xem trong hướng dẫn này nhé. Về cách chuyển nguồn hay là cách đổi tên người ký, cái đổi tên người ký này cũng có nhiều anh chị vướng mắc, em sẽ hướng dẫn luôn. Đổi tên người ký anh chị vào hình bánh răng, vào bánh bánh răng vào tùy chọn.
vào phần báo cáo chứng từ, anh chị có thể sửa tên người ký ở đây. Ví dụ người lập báo cáo không phải là Phạm Thu Thảo mà là Nguyễn Thị Lan chẳng hạn, anh chị có thể sửa lại nhé. Dù anh chị có thay kế toán thì anh chị có thể vào đây sửa lại các cái thông tin. Hay là cách in chứng từ theo lô. Cái chứng từ theo lô, ví dụ anh chị đến cuối quý anh chị muốn in một loạt các phiếu thu, phiếu chi. Thì cách in anh chị sẽ vào phần tiện ích chọn in. Okay. Em sẽ lỗi vào phần in, vào chọn in theo lô nhiều chứng từ. Thì ở trên này anh chị sẽ chọn cái khoảng thời gian mà anh chị muốn in. Thì danh sách tất cả các cái chứng từ trong tháng đó sẽ hiển thị lên, trong cái khoảng thời gian đó sẽ hiển thị lên. Anh chị tích chọn các chứng từ anh chị muốn in và nhấn chọn nhé. Thì sẽ sổ ra một loạt các cái chứng từ để anh chị in và anh chị nhấn in là xong. Sắp xếp lại dùng chứng từ này, nhật ký truy cập vân vân, anh chị có thể tham khảo thêm trong slide của bên em. Ngoài ra anh chị có vướng mắc gì thêm chị chat ở trong khung chat để em giải đáp nhé. Em có chia sẻ thêm một cách để anh chị có thể có một số anh chị muốn là lưu ra cái biểu tượng phần mềm Mimosa Online ở trên desktop giống như phần mềm offline này, mỗi lần mở cho nhanh thì anh chị có thể mở lên bằng Chrome. Ở trên Chrome anh chị bấm vào dấu ba chấm, chọn vào công cụ khác và chọn tạo lối tắt. Nhấn tạo. Anh chị sẽ thấy là có một cái biểu tượng Mimosa Online đây. Biểu tượng Mimosa Online đã được tạo ra ở đây. Cái biểu tượng này nó giống như phần mềm desktop trước đây đúng không ạ? Thì mỗi lần anh chị mở phần mềm anh chị chỉ cần tích đúp vào. Đấy, thì nó sẽ view lên phần mềm cho anh chị. Còn anh chị sử dụng trình duyệt Firefox thì anh chị có thể mở như sau. Anh chị có thể lưu lại như sau. Anh chị mở trình duyệt Firefox, anh chị thu nhỏ cái màn hình lại. Trên phần mềm Mimosa này, anh chị tích vào cái hình cái biểu tượng khóa này. Anh chị nhấn giữ chuột trái nhé và kéo nó ra bên ngoài. Phải kéo nó ra bên ngoài. Nó sẽ biểu ra một cái biểu tượng ở bên ngoài như này cho anh chị. Thì đó là cách tạo biểu tượng phím tắt ở bàn phím ở ngoài desktop để anh chị có thể vào phần mềm nhanh chóng nhé. Và em sẽ đếm với một số câu hỏi anh chị đang đặt ra trong khung chat. Câu hỏi thứ nhất của anh chị ở trường tiểu học Liên Sơn. Hướng dẫn gửi chứng từ lương từ Misa Online lên DVC. Anh chị sẽ có hai cách. Và cách một là chưa sử dụng kho bảng điện tử. Thì anh chị sẽ xuất khẩu chứng từ từ Misa lên dịch vụ công theo hướng dẫn sau. Đấy. Anh chị lập chứng từ xong nhé. Sau đó mình nhấn in, in C202 ra. Anh chị tích vào nút xuất khẩu DVC thì sẽ xuất ra một cái file này. Cái xuất khẩu này giống hệt trên phần mềm offline anh chị nhé. Anh chị làm giống hệt trên phần mềm offline. Cái giao diện nó chỉ hơi khác ở cái nút xuất khẩu đấy thôi. Anh chị bấm vào xuất khẩu DVC này, tạo thành một cái file. Nếu anh chị muốn xuất khẩu nhiều chứng từ thì anh chị nhấn vào hình bánh răng, chọn vào kết xuất dữ liệu kết nối, hoặc là trên giao diện kho kho bảng điện tử anh chị chọn vào kết xuất dữ liệu nối kho bảng nhà nước. Ở đây anh chị chọn loại chứng từ anh chị muốn kết xuất và tích chọn các cái chứng từ anh chị muốn xuất. Cái này giống trên này offline nhé.
Sau khi đã xuất ra, anh chị vào phần mềm, vào trang dịch vụ công của Không Bằng Nhấn Nút. Anh chị tích vào nút thêm mới, chọn thêm chứng từ offline, chọn số tài khoản và chọn tệp tin mà mình đã xuất ra. Em sẽ làm ở trên phần mềm để các anh chị có thể hình dung rõ hơn các thao tác nhé. Là dưới em có chứng từ lương như sau, em muốn chuyển chứng từ C202 lên. Thì in chứng từ lên ạ. Nhấn vào nút xuất khẩu DVC. Ví dụ em lưu ra desktop luôn nhá. Đây thì em đã có cái file xuất khẩu đây. Đây, đã có cái file xuất khẩu đây. Anh chị đăng nhập vào trang DVC. Anh chị tích chuột vào mũi tên, chọn thêm mới. Anh chị nhấn tiếp tục vào mũi tên ở phần tùy chọn, chọn thêm chứng từ offline, chọn số tài khoản và chọn tệp tin mà anh chị vừa mới xuất ra. Đây là tệp tin vừa mới xuất ra đang để desktop đấy ạ. And open, chọn tải lên nhé. Thì sẽ có, do ở đây là cái đơn mạng quan hệ ngân sách của em không trùng về cái tài khoản em đang sử dụng để demo, nó không lên. Còn của anh chị nó sẽ lên giao diện để anh chị nhấn cất nhá. Sau đó mình gửi để phê duyệt là được. Còn trường hợp thứ hai, anh chị có sử dụng kho bài điện tử, cách thứ hai. Cách hai, đã sử dụng kho bài điện tử thì anh chị có thể lập hồ sơ kho bài điện tử ngay trên phần mềm. Anh chị vào kho bài điện tử. Nhấn thêm ạ. Nhấn thêm mẫu chứng từ, chọn loại là rút dự toán lương bảo hiểm. Chọn lấy chứng từ rút dự toán này. Đây, giả sử em lấy từ chứng từ rút dự toán 71 này nhá. Chọn các chứng mẫu chứng từ anh chị muốn đẩy đi trên dịch vụ công, ví dụ gồm có C202 và mẫu 07. Nhấn thêm. Sau đó nhấn cất. Sau đó anh chị gửi cho kế toán trưởng phê duyệt. Các cái bước tiếp theo cụ thể thì bên em sẽ gửi tài liệu cho anh chị xem nhé. Cái phần này bên em có chia sẻ trong tất cả các cái buổi về kho bài điện tử ấy. Thì anh chị có thể xem lại những cái buổi đó, hoặc là anh chị có thể xem trong video hướng dẫn của bên em ở trên trang help. Em sẽ đính kèm link help vào đây nhé. Vâng ạ. Mẫu 09 anh chị sẽ đính kèm dạng file PDF nhé. Đối với trường hợp anh chị nộp trên trang dịch vụ công thì anh chị đính kèm cái tài liệu khác vào ạ. Anh chị đính kèm tài liệu khác dưới dạng file PDF vào nhé. Đây ví dụ em có cái bảng lương 09 file PDF này, đã ký số rồi này.
hoặc là đã ký đóng dấu đỏ và đã scan lên dưới dạng file PDF rồi, anh chị chọn với tài liệu khác, và cái file PDF này là mẫu bảng lương 09 nhá. Thế còn trường hợp anh chị nộp trên kho bạc điện tử của MISA, thì trên cái hồ sơ giao dịch với kho bạc điện tử, anh chị đính kèm tài liệu giao nhận ở phía dưới này. Đây anh chị đính kèm tệp tin này lên nhá. Giả sử đây là chứng thư chuyển lương đi. Anh chị đính kèm tải lên tệp tin đính kèm này. Chọn đến bảng lương 09 rồi đính kèm lên thôi ạ. Không biết là chị Liên Sơn, trường ở trường tiểu học Liên Sơn ấy, mình đang có vướng mắc gì mà cần bấm bích ạ? Chị có thể chat trao đổi qua cho em được không? Anh chị ở Nick Ngô Văn Nam Việt đang muốn sửa chứng từ trên phần mềm online, thì không biết là chị có nghe em trao đổi cái phần sửa chứng từ không. Cách sửa chứng từ thì chị tích và bỏ ghi sửa thôi, mình sửa thực hiện như vậy để gặp vấn đề gì ạ? Để chị tích và bỏ ghi và nhấn sửa thì gặp vấn đề gì? Em có gửi cái ảnh hướng dẫn cách sửa chứng từ chị xem nhé. Anh chị ở trường kéo Liên Sơn chat bên em xin số ultra view nhé. Chị chat bên em xin số ultra view. Chị Mai Dung đang có vướng mắc về chữ ký số tải không được là cái phần mềm Misa Kiso ở bên em đúng không ạ? Hay là chữ ký số nào thế ạ? Của bên nào chị Mai Dung phản hồi thêm giúp em nhé.
Về về Misakiso thì chị có thể tải theo đường link mili.vn/misakiso nhé. Và tích vào bấm tại đây để tải bộ cài ạ. Chị tích vào đường link em gửi trong khung chat để tải bộ cài chị dùng nhé. Nếu vẫn không được thì chị phản hồi giúp em và chat thêm cho em xin xuống tra view. Em đã vào Ultra View của chị ở trường tiểu học Liên Sơn. Chị thực hiện thao tác giúp em xem phần mềm đang báo gì nhé. Chị đang thao tác như thế nào? Chị ở trường tiểu học Liên Sơn có ngồi trên máy không ạ? Chị thao tác giúp em cái cách mà chị đang làm mà có cái thông báo lỗi nhé. Vâng, em có thể thảo báo số ký tự gì đâu ạ. Cái này là đang báo mã ngân hàng của đơn vị nhận tiền trên chứng từ rút bảo hiểm không được để trống chứ ạ. Thì chị có quay lại cái chứng từ rút bảo hiểm nhé.
Chị muốn chuyển lương ra, em thấy chị lập chứng từ bảo hiểm nhỉ? Chị cho em mượn chuột đi ạ. Thế là chị chọn nhầm đúng không ạ? Em thấy chị đang chọn cái chứng từ rút dự toán bảo hiểm xã hội 008 đây này. Thì chị chọn lại chứng từ lương nhá. Chị chọn lại chứng từ lương đi ạ. Cái này chị cứ tích chọn luôn, không cần phải chọn lại mấy cái thông tin đấy đâu ạ. Cái bước này chị không không cần phải chọn lại cái loại rút dự toán chuyển vào lương bảo hiểm đâu ạ. Chị cứ tích chọn luôn nhé. Đấy chị tích chọn luôn nhá, không phải không cần phải chọn lại cái mục mà rút dự toán tiền gửi sang rút dự toán lương bảo hiểm đâu. Cái này là do cái tiêu đề này của chị quá dài nhá. Tiêu đề này chỉ cho phép 150 ký tự thôi, chị xóa bớt đi ạ. Xóa bớt rồi viết tắt đi nhá, không cần thiết phải dài như kia ạ. Xóa hoặc mà không đồng ý ạ. Thế em ví dụ cái tiêu đề hồ sơ này lập trực tiếp trên trang dịch vụ công nhé. Xem có lập được không ạ? Bây giờ giả sử em thêm bớm trực tiếp với chứng từ trên trang dịch vụ công nhé, xem là có cho cái ký tự dài như này không ạ. Cái chỗ nội dung thanh toán ở phía dưới này, nội dung thanh toán phía dưới này nó khác so với cái phần phía trên ấy chị. Thì chị cứ để ở phía trong bên trong chứng từ là dài như thế, nhưng mà cái tiêu đề hồ sơ thì ngắn đi là được chị nhé. Đây này, cái tiêu đề ở bên trong thì nó đã ở bên trong này rồi. À, không phải, để em xem. Đây chị nhá, chị nhìn thấy không ạ? Nó chỉ cho đến cái chỗ khoán công ty, công tờ thôi là đã mất rồi. Tức là trên này nó cũng chỉ cho gần đấy ký tự thôi. Chị hiểu em không ạ? Tức là bản thân ở trên này cũng đã không được số ký tự như vậy rồi. Bên em làm đúng theo cái form ở trên dịch vụ công ấy. Chị nhá, chị viết tắt cái dòng đó lại nhá. Chứ không mình không nộp được đâu ạ. Được chưa ạ? Em xin phép thoát hôn tra view nhá.
Anh chị thích ngôn văn Nam Việt đang bị lặp số chứng từ là lặp như thế nào ạ? Chị có thể trao đổi rõ hơn giúp em nhé. Em mời anh chị một mic nhé. Hoặc là chat cho em xuống cho view ạ. Anh chị ấn thích Trần Thị Hồng Gấm đang có câu hỏi là mình sử dụng Mimosa 2022 có cần mua Mimosa online không hay là liên kết là được? Cái câu hỏi này em đã có nhấn mạnh nhiều lần từ đầu buổi rồi, có thể là chị vào sau đúng không ạ? Cái phần mềm Mimosa online là một phần mềm riêng nha anh chị nhé. Anh chị mua riêng ạ, chứ không phải liên kết với offline đâu. Dạ vâng, em đang vào máy của anh chị ở nick Ngô Văn Nam Việt. Anh chị đang bị trùng lặp số trúng thưởng như thế nào? Máy của anh chị có mic không? Em mời anh chị mở mic nhé. Em ơi, Vâng. chị nhờ một chút, tức là ví dụ chị giấy rút trước đó là số 70 chẳng hạn, thì không biết chị ấn như nào mà nó lại sang số 71, à 71 thì nó lại báo là số 71 đã tồn tại rồi. Thì không biết là chỗ trước đó cái, không biết chị lưu cái số 71 nó ở chỗ nào, thì em xem giúp chị ở cái chuyển khoản Hoa Bạc giúp chị đây, chị chưa tìm ra được. Thì chị lọc lọc theo cái số đấy xem thấy không ạ? Bây giờ ví dụ số mà chị đang bị trùng cụ Chị bị thể là đang số trùng nào? từ bắt đầu từ 77. Em thấy chị đang có 77 rồi, tức là bây giờ mình đang trùng số bao nhiêu? Ừ, thế là sang 77 thì sang 78 chẳng hạn. Em bây giờ chị, ví dụ chị lập một cái giấy rút nữa nhá. Thì Vâng. báo là đã có số này rồi, ví dụ 79 Chị chẳng hạn, thao lại tác phải đi về ạ. 9 phẩy. Đấy. Ví dụ như là đây chị xem. À, rồi chị cho em mượn chuột đã nhé. Ừ, đấy. Cho em mượn chuột Xem đấy. hộ chị, xem giúp chị. Nói chung là Cái này 77. là do chị đang đặt cái số chứng từ giấy rút và số chuyển khoản kho bạc giống nhau. Thông thường như là bên rút dự toán mình sẽ đặt là rút dự toán, tức là RDT 001 chẳng hạn. Thế là Sau đấy không. sang chuyển khoản thì nó sẽ là CK001. Nhưng ở đây chị đặt hai bên giống hệt nhau. Chị cho nên là nó mới bị như vậy. Hình như chị có một cái 77 ở dưới này. Đấy thì Đúng không? chị nhìn thấy hai hai bên này là danh sách chứng từ khác nhau đấy. Nhưng mà do chị đặt cái ký tự nó cũng giống nhau ấy, cho nên ví dụ chị có 78 bên này rồi chẳng hạn, chị sang bên này chị không cắt được nữa, chị phải đặt nó thành 78 phẩy. Ở đây chị bị Vâng, đang bị như thế thế thì này. bây giờ hoặc là chị có thể sửa lại cái chỗ này thành rút Tên dự toán RDT, hoặc khác. là chị có thể thêm một số 0, ví dụ là bên này là CK 078 chẳng hạn, còn bên này là CK78, ví dụ như thế. Tại Thế vì là nó phải khác nhau, miễn là nó phải khác ừ. nhau. Bên rút thì chị nên đặt nó là RDT để nó phân biệt nhá, bên em để mặc định là RDT đấy, thế chắc là mình có sửa lại thôi. Vâng. Tại vì là khi mà chị di chuyển sang dịch vụ công, trước kia chị vẫn chưa làm kho bạc điện tử ấy, thì chị chuyển dịch vụ công thì chị vẫn xong xong như thế, nó không vấn đề gì. Không biết đến cái số này nó bị từ đầu đến cuối chị, à từ đầu đến, từ đầu năm đến đến tháng 7 này là chị làm, thì nó không vấn đề gì, kể cả đến song song nó không sao. Nhưng mà Thì đến trước cái giấy đây rút chị đặt cái số nó khác, bây giờ bắt đầu không, số nó bị trùng. vẫn thế đấy em, tức là em xem của chị, xem từ đầu năm chị vẫn để giống Đúng nhau lại là chị hiểu cái này nó ở đây là do nó bị trùng, còn trước đây là có thể nó chạy số nó hơi khác một chút đấy, ấy. là nó không trùng. Bây giờ nó bị trùng, bắt đầu nó bị trùng rồi thì nó sẽ báo. Hai cái Mà danh khi sách này là hai danh sách khác nhau đấy, nhưng mà chị đặt số mà chứng từ trùng nhau. Bây giờ chị nên sửa lại thành RDT nhé. Đấy, tên thì tại Vâng. vì là khi cái từ đầu đến cuối chị toàn tiết xuất ra từ giấy rút rút dự toán ấy, thì nó đang số của CK, thì bây giờ chắc là phải sửa thành bên Vâng, kho bây bạc giờ chứ tiếp không. theo chị đặt là RDT79 ấy chẳng hạn. Ok. Vâng, không sao đâu, tại vì cái chứng từ để lên sổ sách thì nó lên theo với cái bên chuyển khoản này này. Thì chị đặt cái bên này nó khác đi, không sao nhá, nó cũng không lên sổ sách. Mấy cả cho chị hỏi nhé, ở cái phần mềm cũ ấy, thì cái phần tiền gửi này, ví dụ như danh sách thu tiền gửi này, thì chị chỉ nên ví dụ những cái mà thu về tiền gửi ấy,
Nhưng mà đến cái sang cái giao diện online này thì chị thấy có cả những cái CK mà chị chuyển khoản kho bạc ấy nó vào ấy. Ví dụ như chị mở cái phần mềm cho chị mở cái phần mềm Rồi mà em hiểu rồi, chị cho em mở đấy chuột đấy nhé. đấy Chị cho em đấy mở đấy chuột, đấy, mở lại, chị mở lại online đi ạ. Chị không cần mở offline đâu. đấy. Thì không hiểu sao nó lại lên cả cái nhỉ. Vâng, thì cái này là do cái thiết kế của phần mềm. Như thế khó nhìn lắm em ạ, tại vì là mình lại lẫn cả những cái không tính vào thu ấy. Chị thử mở offline em xem nhé. Đây, đây để chị mở cái chính cái đó ra. Đấy, ví dụ như phần offline này, nó chỉ thể hiện những cái mà chị thu, Vâng, đúng rồi chị ạ. tính Cái phần thu này thôi. là do thiết kế phần mềm ở trên online nó khác ấy chị ạ. Thì nếu mà Ừ. chị có nhu cầu mong muốn là bên em hiển thị khác thì để em ghi nhận bên phát triển phần mềm phân tích thêm chị nhé. Thì còn hiện tại thì phần mềm đang thiết kế như vậy ạ. Tại vì bản chất cái chứng từ rút dự toán chuyển khoản và tài khoản tiền gửi nó cũng là nợ 112. Nó cũng là nợ 112 thì bên thu tiền gửi nó phải lên cái nợ 112, tất cả các chứng từ nợ 112 để mình theo dõi. Thì Ừ, vì bên bản thiết kế chất thì nó có online nó đấy đang hơi khác một chút. đấy, chị đang thấy thắc mắc ở cái chỗ này, để khi Vâng. mà chị kiểm tra cái thu tiền Vâng. gửi Cái những này là cái do mà thiết kế phần mềm đấy chị nhé. đấy, còn một Vâng. số cái chị chưa chưa làm, vừa chứ huyện thì mới triển khai cái này, huyện Gia Lâm, chị ở Vâng. huyện Gia Lâm Dạ cho vâng nên chị chưa làm cái này, cho nên là chưa thấy quen, với cả một số cái thì nó thấy khác, còn chưa chưa chưa, chưa làm hết, cho nên chị chưa biết là những cái gì nó khác so với phần offline. Dạ vâng. Ừ, Cái này thật. cũng không không phải là sai đâu chị nhé, là do thiết kế phần mềm nó hơi khác một chút thôi ạ. Thế nhưng mà khi mà nó ghi thu thì nó vẫn tính vào cái báo cáo bảng cân đối kế toán thì nó vẫn thể hiện như cũ đúng không em? Vâng, nó chỉ là thể hiện ở trên cái danh sách này để mình quản lý thêm, mình quản lý được tất cả các chứng từ thu tiền gửi ấy. Tức là trước đây là nó không thể hiện cái chứng từ này lên, nhưng mà có thể là trên phần mềm online khi bên bên kia phân tích lại thì thấy là chứng từ này cũng là nợ 112. Vì thế bên kia cũng đưa luôn cái này vào danh sách thu tiền gửi để mình quản lý tất cả các cái thu ấy. Đúng. Vâng, thế chị nhé. Xin cảm ơn nhé. Vâng, em rồi chị. Dạ vâng ạ, như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em đã chia sẻ với các anh chị về hai nội dung. Đó là chuyển dữ liệu từ Mimosa Desktop lên Mimosa Online và các tiện ích trên phần mềm Mimosa Online. Hiện nay bên em vẫn đang tổ chức chia sẻ qua Zoom hàng tuần và anh chị có thể xem lịch chia sẻ của bên em trong phần tư vấn đào tạo giải đáp qua Zoom. Vào sáng thứ bảy hàng tuần bên em sẽ cập nhật lịch lên trên này nhé. Thì trong tuần này hôm nay là buổi cuối cùng ở trong tuần này rồi, thì anh chị có thể tham gia tiếp các buổi Zoom ở tuần tiếp theo của bên em. Bên em sẽ cập nhật lịch ở trên trang này cũng như trên trang Facebook cũng như các group Zalo. Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham gia vào buổi chia sẻ sáng hôm nay, và nếu cảm thấy buổi chia sẻ của Misa hữu ích thì anh chị có thể book một chút thời gian làm giúp em cái link khảo sát. Anh chị nào đầu giờ mình chưa làm khảo sát thì anh chị book một chút thời gian làm cái link khảo sát giúp em nhé. Em vừa gửi cái link khảo sát vào trong khung chat ạ. Anh chị nào mình chưa làm link khảo sát ở đầu giờ thì anh chị tích vào đường link khảo sát đó để bên em có thể ghi nhận những ý kiến đóng góp của các anh chị cũng như email anh chị muốn nhận tài liệu đào tạo ngày hôm nay. Và đồng thời những anh chị nào tham gia buổi Zoom đến thời điểm này em cũng sẽ gửi luôn cái đường link tài liệu qua khung chat. Để anh chị nào mình muốn lấy cái tài liệu thì anh chị có thể lấy luôn cái tài liệu của bên em nhé. Đây, em vừa gửi đường link vào trong khung chat rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh chị đã dành thời gian.
tham gia vào buổi chia sẻ sáng hôm nay của Misa. Cảm ơn bạn Thảo đã trợ giúp ở trong phòng Zoom. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào những buổi Zoom tiếp theo của Misa vào tuần sau và các buổi tiếp theo nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ. Một tình yêu, tình yêu ấy tôi dành cho Misa. Tôi muốn viết một bài ca đó tôi hát về Misa. Tôi yêu con người Misa, vừa trẻ trung năng động lại thật thà. Tôi thương con người nơi đây, làm việc bằng chính con tim. Tôi thích con người Misa, sống yêu thương, đoàn kết một lòng. Tôi phục người Misa quá, phần mềm ưu việt giúp ích cho đời. Misa ơi, hãy hát lên nào, bước chân người Misa in dấu mọi nẻo đường. Misa ơi, bay cao bay xa thành công Misa, rạng rỡ đời ta. Tôi chỉ có một tình yêu, tình yêu ấy dành cho Misa. Tôi muốn viết một bài ca đó tôi hát về Misa. Tôi yêu con người Misa, vừa trẻ trung năng động lại thật thà. Tôi thương con người nơi đây, làm việc bằng chính con tim mình.